Dạ đúng rồi chị. Chị ở đâu chị? À thì chị hình thức học thì chị đăng ký học qua online á chị. Học qua online á chị. Dạ, học online thì chị cứ đăng ký thôi. Thì chị
Nó có bây giờ chị học là chị đã tốt nghiệp phổ thông chưa chị? Chà, trên này sao vậy, là chị có học đi thi lấy chứng, chị thi chị học chị có kiến thức để lấy cái chứng chứng nhận chứng chỉ thôi. Còn chị thi của Bộ Xây dựng thì bắt buộc phải có tốt nghiệp ít nhất là lớp 12. Thì chị cứ đăng ký học thôi, một khóa là chị gửi học trong vòng 6 buổi. Nếu em chị học nữa thì hai người thôi, thì em lấy hai người, 1,2 triệu thôi, 2,4 triệu, thì tụi em có chính sách, có chính sách là cứ hai người thì giảm giá, rồi 1,2 triệu một người, hai người là 2,4 triệu. Có đại học thì đúng rồi, nhưng mà cái này là quy định của Bộ Xây dựng, nhưng mà khi mà chị muốn bộ và giá bất động sản á, chị thi chứng chỉ á thì chị phải có ít nhất là lớp 12, sau đó chị học một khóa để chứng nhận bên đây. Bên đây xong thì bên em mới đưa cái thông tin chị lên để mà đưa cho Bộ Xây dựng để qua một cái thi sát hạch của bộ, thì lúc đó mình thi nữa thì mới có bằng chứng chứng chỉ có thời hạn trong vòng 5 năm theo quy định đó chị. Hả, chị học mới biết thôi, nãy em có tư vấn cho chị đó, tư vấn cho chị đó. Thì chị học để cho biết đi, rồi chị hành nghề xong rồi thì lúc đó đó chị có lớp 12 thì chị thay thế chứng chỉ, còn bên Toàn thì cũng có chứng chỉ luôn. Thì cái bằng bên chỗ viện đào tạo của Toàn đó là có liên kết với Bộ Xây dựng mà, thì nó cũng có giá trị cho chị, thì lấy cái bằng của mình chị đi hành nghề là cũng được mà, đâu có sao đâu. Chị mở sàn thì đơn giản thôi, mở sàn thì chỉ có hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản là chị mở được hết. Thì đây là đang đang môi giới đây, đang đang tư vấn cho chị cái chứng chỉ môi giới. Dạ. Bên em cấp mà, bên Toàn cấp mà. Dạ. Vâng. Thi thì chị phải không, thi thì chị phải bay về thành phố Hồ Chí Minh chị thi. Thi tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đúng rồi, thì bay về một ngày thôi chị, thi có một ngày thôi. Trước khi thi thì tụi em tổ chức ôn cho chị một buổi nữa. À. Đơn giản lắm, thì chị cứ có đứa em là học đi, thi xong đi. Ở đây thiếu gì học trò người ta giới thiệu cho nó đứng tên.